really want to seek you with your whole heart. Really want to know you better and better. Help you to keep your testimony, the attitudes and way of obedience you have given us in the Bible. Work in your heart, Lord, and give you a passion to understand. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. Lạy Chúa, Julie muốn tìm kiếm Ngài bằng tất cả trái tim. Julie muốn biết Ngài càng tốt càng nhiều hơn. Xin giúp Julie giữ lời chứng của Ngài, thái độ và cách vâng lời của Ngài đã cho Julie trong Kinh Thánh. Lạy Chúa, hãy làm việc trong trái tim Julie và cho Julie một niềm đam mê để hiểu. Kính mừng Nữ Hoàng Thánh Thiện, Mẹ của lòng thương xót cuộc sống của chúng con, sự ngọt ngào của chúng con và hy vọng của chúng con.